Đội bơi số 3 đây Thùy Linh và sư phạm của Thể thao Hà Nội. Và đây là một trong những vận động viên đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay ở nội dung. Trước đó thì Thùy Linh cũng đang là ứng cử viên cho tấm huy chương. Đội bơi số 4 Vũ Ngọc Đan Linh học viện Ngân Hàng. Đội bơi số 5 Lô Thị Quỳnh Mai là Khách Khoa. Xin mời trọng tài vận động viên vào chỗ. Chuẩn bị. Lượt bơi thứ hai của nội dung chung kết năm nay các bơi lượn nữ sinh viên đã diễn ra. Lợi thế lúc này đang thuộc về vận động viên đường bơi số 2 Hồ Quỳnh Anh đến từ Vĩnh Phúc. Liệu Thùy Linh có giúp được chính cái đích sớm ở đội tuyển này hay không? Và rõ ràng là gì ạ? Hồ Quỳnh Anh và Đào Thị Như Ninh là một đối thủ đáng ngờ. Cô đang quan tâm về đích và khoảng cách ngày hiện tại chắc chắn rồi. Quỳnh Anh